đang đi đến chùa Đông Tuệ ở dưới chân của cái đèo Bảo Lộc, đường lên Đà Lạt. Cái cầu bắc ngang qua con suối. Dòng suối dài từ ở đâu nó chảy ra đây không biết, nhưng mà nó dài lắm. Xung quanh của cái chùa Đông Tuệ nè. Chánh điện của chùa Đông Tuệ. Đây có cái cây cọ rất là lớn. Giống như cầu dây văn, kiểu văn dây ít thôi.
Chùa Đông Tuệ này là có một cái phần ở bên đây, con suối này. Hồi xưa lúc chưa làm cái cầu, phía bên bờ bên đây con suối này, tại vì tới mùa mưa nước đầy tràn lên đó, xây bờ kè xong đó, con suối hiện bây giờ là đang nước rất là ít, nhưng mà khi tới mùa mưa là nước rất là nhiều, cho nên nó tràn ngập ở đây nè. Hồi xưa chưa làm có những cái xe mà xe hai cầu, cái bánh cao là người ta chạy ngang qua con suối này luôn để qua phía bên kia.